sáng 20 tháng 7, đã xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng. Đến khoảng 8 giờ theo giờ Việt Nam, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết chưa nhận được báo cáo nghiêm trọng nào từ ban huấn luyện và lãnh đội tuyển nữ Việt Nam. Các thành viên đội tuyển được yêu cầu ở lại khách sạn cho tới khi tình hình ổn định. Huấn luyện viên Mai Đức Trung đã thông báo an toàn cho toàn đội và tập trung vào buổi tập kín vào chiều nay 20 tháng 7 tại Auckland. New Zealand an ninh được thắt chặt sau vụ nổ súng làm hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tòa nhà bị tấn công nằm gần khu vực dành cho người hâm mộ và không xa khách sạn Sofitel nơi đội tuyển nữ Mỹ đang ở. Ngày 20 tháng 7 cũng là ngày diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn giữa đội tuyển nữ chủ nhà.